Alo, hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch hòa bình. 6 giờ, anh sẽ chưa 6 giờ. Cảm ơn cua nha. Cảm ơn bắp bắp nha, cảm ơn cua nha. Chúng ta tiếp tục thôi. Hôm nay là chiến dịch hòa bình. Sống lại những ký ức hào hùng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hello Lương Văn Hát. Khiếp nhà, đặt cả tên cho tôi đấy. Hôm nay chúng ta ôn lại lịch sử tí. Ngày hôm qua chúng ta đã hóa thân thành thành chiến sĩ tên là Bình. Hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành chiến sĩ tên là Vinh. Ok chưa anh em? Ok, chào anh em nhé. Đồng chí Vinh, hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành đồng chí Vinh. Anh em nào mà không xem phần phần trước thì anh em có thể lên YouTube để anh xem lại. Nha. Trận trước mạnh, trận trước căng lắm, trận trận trước bảo vệ Điện Biên Phủ kiểu căng lắm. Hôm nay là sao lại không nghe? Sao lại không nghe? Anh em nghe không anh em? Sao lại có thanh niên bảo không nghe? Bật cái mic to lên rồi bật cái loa to lên không nghe. Anh em nghe hết mà. Không nghe tiếng game á. Nghe chưa? Ồn lắm nhưng chưa nói rồi. Được chưa? Cảm ơn Ngọc nhé. Ok. Được chưa, được chưa, được chưa? Ok chưa? Có ồn không? Ok chưa? Chưa khổ thế chứ đi chưa đi chưa em nghe rồi, let go thôi, ồn ào về nhà mà mở loa à, khiếp nhỉ. Éo nghe tiếng game, ông nội thì không nghe tiếng game, ông thì kêu ồn chịu vô. Để tôi chỉnh lại mặc định như cũ cái tùy cái âm thanh đi, cao lên cho anh em. Nhạc nền thì chúng ta cho nhỏ nhỏ một tí, còn âm thanh mà các đồng chí có thể nói chuyện thì chúng ta tăng tăng lên một tí. Rồi vô. Sau thất bại ở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, tiếp đó lại bị đánh mạnh ở Trung Du đường 18 Hà Nam Ninh Nghĩa Lộ, quân Pháp lâm vào thế phòng ngự cảm ơn bị bạn quần động. Salon nha. Để giành lại thế chủ động, mùa đông năm 1951, Pháp mở cuộc tiến công ra Hòa Bình, lập phòng tuyến sông Đà, nối liền với phòng tuyến phòng thủ trung tâm sông Đáy, tăng cường khả năng phòng thủ đồng bằng Bắc Bộ, cắt đứt đường liên lạc giữa chiến khu Việt Bắc với các liên cảm ơn khu bạn 3 Salon và 4. Quân đội nhân dân Việt Nam tập trung đột phá tuyến sông Đà, đánh quân đội Pháp càn quét ở Nam Ba Vì, tiến công diệt cứ điểm Tu Vũ, đánh nhiều trận phục kích, cắt đứt tuyến vận chuyển của quân đội Pháp trên sông Đà, uy hiếp đường 6. Muốn đi học Tháng sử 12 à? năm 1951, anh em tải về mà một chơi. Đoàn vận tải của tổng quân hợp Pháp luôn anh em ạ. gồm 50 chiếc xuất phát từ thị xã Hòa Bình. Anh em nào yếu sử, anh em vui chơi một con game này thôi là anh em biết chơi, biết lịch sử ngay. Mẹ nhớ tên đồng chí luôn. Nhớ tên từng đồng chí luôn.
Hôm nay là chúng ta sẽ tiêu diệt lực lượng lương thực cũng như là súng của địch. Thu vũ khí của địch, kiểm tra lại đạn dược, tập hợp sau 3 phút. Rõ. Mình bây giờ là hóa thân thành đồng chí Vinh. Mình là đồng chí Vinh, còn đây là đồng chí Bình đây. Bình là mình là lần trước đây. Đồng chí Hà. Anh em theo tôi lên tiếp ứng. Rõ. Đồng chí Thùng đúng là tổ chức lãnh đạo. Lên. Lên đồng chí. Vào vị trí chiến đấu, đội chúng đến thật gần. Ok đồng chí, à quên, rõ đồng chí. Bắn đây chưa đồng chí? Đội lãnh bắn. Ok. À rõ đồng chí, quên. Cứ ok hỏi. Bắn. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, đồng chí kiên gắt rồi. Chết. Chúng đông quá các đồng chí ơi. Tôi hết đạn được các đồng chí ơi. Tôi hết đạn. Tôi có đạn lại rồi. Ây à. Ây à. Oh shit. Lưu đạn. Ui. Các đồng chí tập trung. Bên súng đông quá. Đến đâu các đồng chí? Tôi hết đạn rồi, tôi hết đạn rồi. Tiếp tục các đồng chí ơi. Dùng trọng liên xe bọc thép tiêu diệt địch. Dùng trọng liên xe bọc thép á. À đây 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 à. Đây. Các đồng chí để tôi. Hết mẹ đạn rồi các đồng chí ơi. Đi chân lên đại tôi đi, lên tốc độ. Lên đạn. Tốc độ các đồng chí. Đi theo đội trưởng. Ok. Được. Được rồi à. Ok, đi theo đội trưởng Thung. Đồng chí Thung. Địch luôn dừng, thọc sườn trung đội 2. Ok, thọc sườn à, thọc sườn là gì đồng chí? Xung kích theo tôi. Ok. Tôi hết đạn rồi. Tôi hết đạn rồi, đợi chút. Rồi hay quá, tôi có đạn lại rồi. Đợi chút. Ê, vẫn chưa hết đạn. Vinh, lên. Nhanh, nhanh. Đồng chí ơi, lên đường nào đồng chí ơi? À đây đường này à? Rồi ok. Vinh, lên. Lên. Tiến lên. Tiến lên. Đi theo đồng chí Thung. Đeo huy chương. Ui dồi ôi, tôi lao lên súng máy tôi bắn như thần. Bên trái, giết chúng nó. Thưa đồng chí. Tiến lên. Lên. Súng vào. Tôi sắp hết đạn rồi đồng chí ơi. Đi thôi. Cảm ơn đồng chí đã cho tôi đạn. Quá, súng đạn cũng sắp hết rồi. Đồng chí có sao không? Các anh là bên phải, chúng tôi là bên trái. Bọn chúng sắp lên đây rồi. Ok đồng chí, à quên, rõ. Bên phải là bên nào đồng chí, à quên. Bên phải là bên nào? Bên này à? Chúng ta phải đi theo đồng chí Thung. Phải bảo vệ đồng chí đang bị đụng đạn thương. Hôn nạn. Chúng đông quá. Super!
của Phong. Hay lắm các đồng chí. Chúng đông quá. Để tôi hiểm trợ. Tôi không thấy gì hết các đồng chí ơi, toàn cây là cây thôi. Có một thằng địch ở đây. Ôi ôi, này thì phát xít đây. Pháp, thằng Pháp này. Ây à. Này. Ai nữa ở nhà vô. Con à, sao đông thế. Trời ơi, đông quá. Ây à. Ai ạ? Chúng ở đâu mà đông đông quá? Phải bên nào bảo sao hay lạc đường là đúng rồi. Cảm ơn cô điên nhá. Ừ. Quân đội nhưng mà lạc đường tí. Tôi hết đạn rồi các đồng chí ạ. Tốt. Sao okay, đồng chí? Theo tôi quay lại hỗ trợ các đơn vị ở phía sau. Ok đồng chí. Đi thôi anh em. Rõ. Hỗ trợ các đơn vị ở phía sau. Mà tôi hết đạn rồi, đã chưa tôi lượm đạn đã. Các đồng chí nghỉ ngơi đi. Để tôi đi lượm đạn đã. Tôi hết mẹ đạn rồi, bắn cái gì nữa. Ừ. Không lượm được. Các đồng chí đợi chút. Tôi hết đạn rồi. Ok các đồng chí, tôi có đạn lại rồi. Lên! Vu hồi là cái gì anh em? Địch đâu? Địch đâu? Bắn đau các đồng chí ơi. Chạy. Chúng bắn đau quá. Tôi không thấy gì hết. Các đồng chí bắn ác quá, tôi chưa kịp nhìn gì hết. Khổ thế chứ nhỉ. Ây à, thôi tử trận mẹ rồi. Lọ keo 502 nhỏ vào mắt tao sẵn. Ôi ôi ôi, sao các đồng chí mắt 10 trên 10 à. Bắn kinh thế. Tôi không thấy gì. Ây à. Thấy rồi. Em bị cận đồng chí ơi. Đấy, lý do là bộ đội không bao giờ tuyển mấy thằng cận là như vậy đấy anh em. Mẹ có thấy địch đéo đâu bắn. Bắn nhầm mà đồng đội toàn tôi. Ây à. Bắn két thế nhở.
nãy giờ tôi chưa bắn trúng một thanh niên nào hết đấy đồng chí ạ. Được rồi, chết mày. Hai thằng, ba thằng, đợi chút đập đạn đã. Rồi chết rồi. Hay quá. Bốn thằng, ui rồi ôi. Ấy à, năm thằng, ui rồi ôi. Ôi rồi ôi, mắt tôi sáng trở lại rồi. Các đồng chí ơi, may rồi một thằng thôi. Sáu thằng, bảy thằng, bảy thằng. Ôi rồi ôi, tôi còn ba viên. Tám thằng, hụt rồi. Một hai ba, ba viên cuối cùng rồi. Ui dạ, tôi hết đạn, tôi hết đạn. Các đồng chí ơi, tôi hết đạn, lùi, tôi lùi về đây. Ok, tôi có đạn lại rồi. Các đồng chí đợi, đợi tôi chút. Anh ạ, đồng chí Hà tránh ra để tôi tập trung. Một này, chín thằng. Các đồng chí đứng trước luồng đạn mà không cái đạn nào chúng ân hết ấy mặt cười. Ai à, các đồng chí bất tử anh em ạ. Các đồng chí Việt Nam mà, Việt Nam mà anh em. Đấy, Nhơn 10 thằng rồi các đồng chí ạ. 11 thằng. Rồi 12 thằng rồi các đồng chí. Hay quá đồng chí ơi. Tuyệt vời. Ơ còn à, còn các đồng chí ơi. Chạy 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 chạy. Con. Ây à, Nhơn. Ui da, 12. Ui da, 13. Ây da, chưa được ra. 13 này. Ây da, anh em tránh ra, tôi có lụt đã. Chết chúng mày đi. Này thì tôi có lụt đạn, anh em tránh ra. Ây da, ấy, anh em tránh ra, thằng kia chết rồi. Boom. Có một anh da đen nữa, giết anh đi. Có một người chết rồi. Hay quá đồng chí ơi, tuyệt vời. Ai à, cái này là anh em tải trên mạng về chứ không có trên Steam anh em nhá. Ừ, cái này chỉ có trên trên mạng anh em tải. Tôi không biết tải là như thế nào, anh em có thể gõ 7554 là anh em ra game này, anh em tải về thôi. Tầm 3 GB. Đi phản công lên đây, chúng tôi đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Anh em có đội thương vong gần hết rồi. Tình hình phía sau còn căng lắm. Đây còn nhiều xe bọc thép. Dạ vâng. Đồng chí lo chăm sóc thương binh. Cảm ơn chị em nhá. Tôi sẽ xử lý khẩu SKZ. Vinh, Hà, lên trước trinh sát. Rõ. 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 Tôi là Vinh đấy. Anh em tránh ra. Nay thì xe tăng với tôi này. Có không? Các đồng chí đã hết, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý xe bọc thép. Bây giờ làm gì các đồng chí? Yểm trợ cho chúng tôi, địch đang phản kích lên đây. Yểm trợ cho chúng tôi, địch đang phản kích lên đây à? Ai ok được? Ôi 125 viên luôn các đồng chí ạ. À, để tôi. Khẩu này chưa dùng được à? Ai à, chết thật. Cứu thương à? Tôi không biết cứu thương các đồng chí ạ. À, các đồng chí tự lo đi. Tôi sẽ lên đầu để tôi chiến đấu. Đồng chí Hà tránh ra để tôi bắn nào.
Đã xong. Cái gì vậy? Để tôi tiêu diệt xe tăng của địch. Hay quá. Đã xong các đồng chí ạ. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Anh em thấy bụi cây biết nói chưa? Toàn bụi cây không này. Đấy, địch làm sao biết được. Các đồng chí lên trước đi. Tôi lên sau yểm trợ cho. Ây à, đau quá các đồng chí ạ. Đấy chút. Ây à, tôi hết đạn rồi các đồng chí. Các đồng chí có đạn không? Tôi hết đạn rồi. Khẩu này cũng được. Để tôi lượng khẩu này. Ây à, tôi hết đạn rồi. Ok, tôi đã xử xong ở trong bọn này rồi. Các đồng chí yên tâm mà vô đi. Tuyệt vời. Các đồng chí đâu rồi? À đây rồi. Đi theo chỉ huy trưởng là anh Thung. Các đồng chí bắn xe tăng làm gì vậy? Có tác dụng gì đâu? Phi đạn. À nổ rồi kìa. Ơ, các đồng chí chiến đấy. Cái chà, tôi suýt đã bắn nhầm đồng chí Hà rồi. Sorry các đồng chí, là tôi mắt cạn cho nên tôi suýt ra là bắn nhầm. Ây à, ây à. Áp sát. Anh em đâu áp sát đi. Ây à. Để tôi. Không lên. Này thì. Rồi, chết rồi anh em ạ. Lên. Hay quá. Tuyệt vời. Tôi thích khẩu này lắm. Tăng, tăng ơi. Tăng đây. Chạy. À. Để cho tôi. Tôi đã tử vong. Tiểu đội bất tử. Các đồng chí ạ, tôi vừa chết đấy, có xe tăng đằng trước đấy, các đồng chí cẩn thận. Tôi chết rồi nên tôi biết. Các đồng chí cẩn thận đấy ạ, trước có xe tăng. Các đồng chí núp đi. Ủa sao tôi không hướng đầu lên được à? Tăng, tăng ơi. À. Để cho tôi. Game chơi online à, không offline anh em ạ. Ừ, các đồng chí làm gì có chuyện mà chơi online. Tôi lên lớn cái này, cái này xịn này. Đấy, rồi. Anh em cẩn thận nha, tôi chết lần 2 rồi đấy. Có xe tăng này trước. Mẹ tôi không núp nó bắn đấy. Anh em núp sau xe bọc thép đi. Tôi sẽ chở hàng đi. Có xe tăng đấy. Ừ. Chạy đi anh em ơi. Tăng, tăng ơi. Ngồi xuống. Để cho tôi. Đồng chí sao không? Ôi dồi ôi, hai đồng chí, ba đồng chí tử vong rồi. Ba đồng chí hy sinh rồi. À. Không cho nó thoát. Súng hoa. Ai à, tôi sống à? Không cho thoát đi em. Thế đạn rồi. Không được để thoát. Nhiệm vụ thất bại. Oh no. Lại nữa à? Tại sao để nó thoát vậy anh em? Nó giết 30 sĩ của chúng ta phải trả thù chứ. Anh em có cái cối nào không để tôi chọn cái cối vào đầu nó luôn anh em? Chứ ba cái súng này làm gì được xe tăng?
Anh em chạy đi kia. Tăng! Tăng ơi! Để cho tôi! Rất nhiều đồng chí đã ngã xuống. Không thể thoát được. Anh em đi lên. Không để thoát. À mẹ đó, mày chạy đâu? Ai à, lại thất bại rồi. Tôi chạy chậm quá. Tôi chạy chậm quá anh em ạ. Do tôi. Đồng đội chết là do tôi. Đồng đội hy sinh là do tôi. Anh em né ra nó bắn nó phát đoạn lơ. Đấy. Để cho tôi. Úi ôi. Toàn tôi rồi. Anh chưa chết. Tôi chưa chết đồng chí ạ. Thôi để thoát. Xung phong. Xung phong. Ủa sao tôi không... What the fuck? Xài lựu đạn à, anh nhưng mà ném mẹ nó... Anh tôi nãy nó ném mẹ lựu đạn rồi. Đâu ra lựu đạn nữa? Bây giờ làm sao nhỉ? Đi theo đội trưởng. Đây, đội trưởng đây. Đội trưởng đâu rồi? Đi gần xe tăng cắm mìn vào nó à? À, cũng chưa chắc lắm. Thế có phải như thế không? Đợi chút. Lại nào. Tại nãy tôi ném cối sớm quá. Ừ, thế nên mất mấy cái cối rồi. Mấy quả bom của tôi rồi. Tăng! Tăng ơi! Đi theo đồng chí khung này. Để cho tôi! Ủa? Anh nên đứng xa xong tăng nó sắp trốn thì anh đi men men núi để bắn à? À vậy à? Kịch bản như vậy à? Đời nó không đi theo kịch bản nó chết vậy anh em ạ. Đi men men núi. Vãi ò. Chịu. Thua. Men men núi này này đúng không? Rồi ok, hiểu. Chạy. Run for your life bro. Để cho tôi. Sắp chạy chưa? Sắp chạy chưa? Nó chạy rồi anh em kìa. Nạp đạn đi. What the fuck? Ơ, tôi đuổi theo rồi mà. Ơ kìa. Đùa tôi à? Sao lại đuổi theo vẫn thua? Ơ? Các đồng chí có ý kiến nào khác hay không? Tăng ơi! Để cho tôi! Nó quẳng mẹ rồi. Không cho nó thoát! Xung phong! Hình như là phải đi sát xe tăng hay sao á? Ờ. Nhưng mà không đi sát xe tăng là chúng ta là thua nhiệm vụ sai. Không có cái tên lửa như trên đồ hồi nãy anh bắn á. Đâu có đâu. Có đâu, có cái nào đâu. Mẹ có vậy anh em để nghĩ sao mà anh nghĩ sao tôi bỏ qua được. Không có đâu.
Ừ. Tăng ơi! Phải có cái súng gì đấy để chúng ta mới xử được cái tăng này. Để cho tôi! Bây giờ nó đi này. Đấy, chúng ta mới dí theo. Không cho nó thoát! Xung phong! Tôi đi sát. Bạn không bám được lên xe tăng. À! Bám lên xe tăng! Ôi ôi! Hiểu rồi! Phải chạy lại bám vào xe tăng. Hiểu rồi anh em ạ. Ok, nhiệm vụ lần này là chúng ta sẽ leo lên xe tăng. Chúng ta khử địch. Hiểu rồi. Phải leo lên xe tăng với ông nội thì cứ cầm súng bắn đi chịu. Cầm súng, mấy cái súng này bắn đến khi nào mà xe tăng nổ. Nói vậy thôi tôi cũng cần phải bắn anh em ạ. Gặp các bọn này là phải xả súng. Rồi. Được chưa? Được chưa các đồng chí? Rồi. Ê! Đi sớm quá. Ôi, trên chiến trường mà như thế này thì bấm E á, đúng rồi, nãy bấm E đấy. Ờ. Bấm E. Rồi, xe tăng tới rồi, chúng ta phải né ra một tí. Ta đứng chỗ nào thoáng thoáng, chúng ta tập trung, chúng ta nhìn. Ta đợi đồng đội hy sinh hết đi anh em mình mới lên. Nếu hiểu tình đồng đội như thế nào đây. Lên. Cái gì vậy? Đi. What the. Chờ lệnh đội trưởng à. À rồi 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 rồi. Mẹ. À chờ lệnh đội trưởng không cho nó thoát. Tiến lên. Mày lên. Khổ vậy đấy chứ. Đi sát bên phải ấy, bên trái anh em ạ. Hồi nãy tôi đi bên trái là ok. Lên, lên chưa anh em? À lên này kìa, đó đi. Né 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 ra anh em, né ra anh em ơi, đồng đội. Tăng ơi! Né ra anh ơi, nguy hiểm. Để cho tôi. Đúng, rồi hai đồng chí đã hy sinh rồi. Không! Mẹ ba mày! Đừng lại! À thì mẹ phải giữ phím E nữa ạ! Vãi cả O! Giữ phím E nữa! Chứ phải mà tôi vừa nhấp tôi thả mẹ rồi chưa kịp leo lên! Ừ! Khổ chứ! Cầm cái súng nào nhẹ nhẹ thôi! Chứ còn chạy nhanh! Không sao anh em ạ! Ê, mẹ trên chiến trường có một mạng, bây giờ tôi có mẹ chục mạng tôi còn không mần ăn được. Đây là câu chuyện có thật nha anh em nhé, chứ không phải là tưởng tượng đâu anh em nhé. Các đồng chí ở đây là toàn là những đồng chí là tên trên chiến trường không ấy nhé. Ừ, không phải là giả bộ cho anh em cho vui đâu. Có đồng chí Thung đàng hoàng đấy, đồng chí Hà, đồng chí Vinh, đồng chí Bình, có hết đấy. Không cho nó thoát! Xung phong! Xung phong! Bám vào đuôi xe tăng. Tao cho mày chết. Em chào thầy nha, em vừa đi chơi về. Cảm ơn Mạnh nhá. Ui ôi, Mạnh đã cầm bách. Tao cho chúng mày chết. Dám cho đồng đội tao hy sinh nhỉ. Né đi đồng chí Vinh. Đồng chí kia làm gì vậy? Đồng chí kia làm gì đấy? Chạy đi! Tôi ném bom vào rồi! Ôi trời, đồng chí nào đây? Sao không đồng chí? Sao không anh Bình? Anh Bình! Không sao. Không sao? Báo tin cho gia đình tớ, thằng An. Hoàng Đăng An à?
Em sẽ trả thù cho anh. Em sẽ trả thù cho anh. Em sẽ tìm An. Anh Bình cứ nằm đó đi. Chết tiệt. Đuổi theo chặn đầu cho Tăng. Tôi sẽ trả thù cho chiến sĩ Bình. Thích hẹn nhằm hướng. Đợi chút, đồng chí Bình ơi. Tôi chạy nhầm hướng với mẹ rồi. Sorry đồng chí Bình, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chạy ngược mẹ đường. Cuộc đời đấy chứ đồng chí. Đồng chí này chán đời quá. Đồng chí trả thù cho đồng chí mình mà đi ngược đường. Ê, chấp nhận được không anh em? Tăng ơi, anh em rút đi đợi chút để tí nữa tôi trả thù cho đồng chí Bình. Để cho tôi. Khổ cuốn đạn. Được chưa đồng chí? Tôi đây chưa đồng chí? Không cho nó thoát. Ok. Đồng chí này tránh ra để tôi đi đi nào. Tốc độ lên. Tốc độ lên. Tôi sẽ nhét bom vào người đấy. Lần này không thể thất bại được. Sau khúc này đồng chí mình sẽ lao lên phóng một quả lựu đạn vào súng cối vào cái xe tăng này và hy sinh. Tiếc quả bom không nổ, cho nên đồng chí này phải lao lên cầm cối bắn. Do tôi vô dụng. Đồng chí Bình cẩn thận. Ôi dồi. Đồng chí Bình tuy vậy à, đồng chí Bình bắn hụt rồi. Đồng chí ơi, tại sao đồng chí bắn hụt? Có sao không anh Bình? Cậu không sao. Báo tin cho gia đình tớ. Chưa đai được đâu ạ. Ôi đồng chí Bình đã hy sinh. Anh Dũng tôi... Em sẽ trả thù cho anh. Sẽ tìm được An. Em sẽ trả thù cho anh. Em sẽ tìm được An. Anh cứ nằm yên nghỉ đi. Việc này là của em. Nhặt lỗ đạn à, quên. Rồi. Đường mổ này. Đi đường mổ. À đường này thì ai chả. Còn 10 giây. Nhanh lên. Ném đi. Tôi sẽ chặt xuống cho đồng chí Bình. Mày chết đi. Nhảy xuống. Hay quá. Bọn Phạm đã hy sinh. Sao cầm MB vậy? MB của địch anh em ạ. Đây là chiến trường chúng ta lựa. Chiến dịch hòa bình kết thúc vào tháng 2 năm 1952. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành lại thế chủ động chiến lược và thâm nhập đẩy mạnh chiến tranh du kích vào sâu trong vòng cung phòng thủ của Pháp. Từ cuối năm 1952, quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt mở các chiến dịch giải phóng Sơn La, Nghĩa Lộ, Yên Bái và một phần Thượng Lào. Tháng 7 năm 1953, chỉ huy mới của Pháp, tướng Henri Navarre, đến Đông Dương được sự hứa hẹn về việc Mỹ tăng viện trợ quân sự. Nava chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công mà báo chí Pháp và Mỹ gọi là kế hoạch Nava. Hy sinh, anh em phải nói hy sinh không nói chết. Ngày 15 tháng 11 năm 1953, Đại đoàn 316 bắt đầu tiến quân giải phóng Lai Châu. Pháp lên kế hoạch cuộc hành quân Caster từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 đánh chiếm Điện Biên Phủ để thiết lập một điểm ngăn chặn bảo vệ cho Thượng Lào. Em Bình là An, Hoàng Đăng Bình và Hoàng Đăng An. Em của Bình là An,
Bây giờ chúng ta phải đi tìm em của mình. À quên, đúng rồi, em của mình là An. Hình như chúng ta chuẩn bị hóa thân thành An hay sao ấy. Ừ. Trận mưa dù Bản Cò Mỹ Mường Thanh Điện Biên Phủ, 20 tháng 11. Các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng. Sẵn sàng. Báo cáo anh, có dư luận chúng nhảy dù. Phải xuất kích ngay, tìm cách gây khó khăn cho chúng. Điện báo, xin lệnh hoãn hành quân. An, bắn pháo hiệu cho C-221, C-225, C-634. Toàn đơn vị chuẩn bị xuất phát. Ok các đồng chí, rõ. Tôi cứ quên, tôi cứ ok các đồng chí, mẹ ấy hiểu. Tôi mà bị quân đội chắc bị ăn vả sớm muộn. Các đồng chí có súng đạn gì không? Cho tôi được không? À đây. Các đồng chí, theo tôi ra lệnh nhảy dù. Hay quá. Tôi đã có đạn rồi, có súng rồi. Hay quá các đồng chí ơi. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đợi chờ gì nữa? Bắn pháo hiệu à? Bắn làm sao các đồng chí? À, tôi lần đầu sử dụng cái này nên tôi chưa biết bắn. Lắp cối vào. Đùng. Dính chưa các em? À, bắn pháo hiệu à? À, địch tới anh em ơi. Ở đâu, chạy đâu rồi? À, các đồng chí đợi tôi chút. Đánh tiêu hao địch phía bờ đông. À, phía bờ sông. Địch chuẩn bị nhảy dù rồi, anh em chuẩn bị tập kích. Thế mà cũng vào được quân đội. Anh em biết hồi xưa là anh em phải đa tài anh em không? Anh em phải biết dùng súng trường, súng lục, súng cối các kiểu. Cho anh em mà biết công tử thì anh em chỉ có ở nhà thôi. Nhà quét nhà cho nhẹ cho mẹ thôi, anh hiểu không? Ờ. Một thằng dũng đó anh em ạ. Chúng ta, tôi đang có ý này. Chúng ta bắn những thứ đứa mà kiểu vừa chuẩn bị rơi. Đây đây. Chết mày à. Hình như là trong quân đội không được bắn là chút lúc lấy năng vừa rơi xuống hay sao ấy. Ừ, theo quy định thì tôi không biết. Nhưng mà vừa rớt xuống thì bắn. Càn quét. Ủa, tôi hết đạn nắm thế. Còn không? Hết rồi à? Ôi trời ôi. Các đồng chí cứ yên tâm, bọn này là bọn vạ vẩn. Tôi xử một mình cũng được, các đồng chí nghỉ ngơi đi. Bọn này bọn vẫn vạ vẩn thôi. Bây giờ là đi đâu các đồng chí nhỉ? Đồng chí này bắn cái gì mà nhiều thế? Để tôi yểm trợ. Tôi không thắng cái gì hết đồng chí ạ. À đây rồi. Đây rồi. Theo ai? Thế là theo đồng chí nào? À đồng chí này à? Các đồng chí thông cảm tôi cũng rồi. Ôi rồi, ôi đồng chí này cũng rồi. Một đồng chí này hy sinh. Chúng ngày càng đông, phải có cố hỗ trợ thôi. Đông đâu, tôi có thấy ai đâu. Đây. Đây rồi. Một thằng. Nó bơi qua sông rồi. Nhơn này. Tôi chưa đặt đạn. Mẹ sới súng này hết đạn nhanh thế. Bắn nó vay cây rồi hết đạn rồi. Xin lỗi đồng chí đằng trước, tôi vô dụng quá. Đã xong đồng chí ạ. Tiểu đội 2, lùi rừng sang ba bè, liên lạc với C-634, bố trí cối sát sát bên kia sông. Đợi chút em tiểu đội máy, em chưa biết. Các đồng chí, có thể cho tôi biết được, tôi đã biết, tôi.
thôi tôi thích súng này hơn, súng này nhiều đạn hơn. Cô súng này đi theo. À đấy rồi, mình là tiểu đội 2. À chào anh đồng đội, tôi có thể biết cho biết tên của anh là gì không? Hỗ trợ đồng đội liên lạc à? À đồng đội, anh cứ đi trước đi, để tôi phải đi theo thanh niên này để bảo vệ. Nhắm chú đội, chú chỉ huy đây. Bây giờ tôi làm gì các đồng chí? À chúng tôi đánh không xuể à? Để tôi. Ai ạ? Thích nút bụi này. Làm sao mà nút bụi bằng Việt Nam được? Hay thì. Ai ạ? Bọn chúng đâu quá? Ủa bọn chúng đâu quá các đồng chí ạ? Anh em cháy ra. Ôi bọn chúng đâu quá đồng chí ơi. Tôi định ỉa cái. Ôi, độc thế. Đâu đó vậy? Khóa đông, chúng khóa đông. Súng này hơi bất tiện vì và nạp đạn quá nha, quá lâu. Đúng là các anh hùng thời xưa chỉ cần có súng là được, súng thịt, súng cùi thì xài hết. Chết tiệt, chúng đông quá, tôi phải sử dụng lục rồi. Mẹ có ai mà chiến sĩ nào mà núp trong toilet bắn như tôi không? Mẹo có chiến sĩ nào như tôi cả. Chỉ có tôi thôi mẹ. Các chiến sĩ đều núp ở ngoài, tôi núp mẹ trong toilet bắn. Anh hùng hào kiệt nha anh em ạ. Đây cái bột ỉa đây anh em ạ. Đây chỗ cắt chân này, chỗ ỉa đây. Đông thế. Đông. Đằng sau nữa các đồng chí ạ. À. Úi dồi ôi đông vậy cứt. Nó bắn con trâu chết luôn anh em ạ. Con trâu người ta chết. Bắn con trâu chết này. Bắn con trâu chết này. À thì núp này. À thì núp này. Ây da, ây da, ây da. Bắn đầu quá. Bất tử thì win rồi. Anh em phải biết là hồi xưa là chỉ có một mạng thôi. Đây là có thật đấy. Không phải đùa đâu. Anh em hiểu không? Mẹ tông hiểu là sao lực lượng Việt Nam lúc trước là ít mà nó lại rất chất lượng anh em hiểu không? Còn Mỹ còn Pháp đông đến nay thì Việt Nam thì ít lòi ra làm sao mà thắng được. Nể thật. Chắc là lúc đó là các chiến sĩ của chúng ta này trình cao lắm. Chứ không thể nào như tôi được. Ôi lục đạn. Bắn địch không bắn đi bắn trâu. Đâu? Bắn trâu đâu? Thôi bạn nào nhá. Ờ chút kịp nhìn. Có thằng xong. Nạp đạn với tôi này. Nạp đạn với tôi này. Để tôi xem lâm mấy thằng này. Thanh niên này. Có thanh niên không lấy được. Xong chưa? Chúng tại sao? Đến bản Tây. Ôi ôi! Nhiệm vụ thay đổi rồi. Ta mẹ nó, chạy! Các anh em rút lui mà không nói tôi à?
Ôi dồi ôi, đồng đội chán đời. Anh em rút đôi từ khi nào rồi, bây giờ mà tôi vẫn còn ở đấy mình ngồi bắn bắn, hiểu. Anh em nhé, anh em để tôi lại ở trong cái nhà xí kia bắn một mình. Anh em có thấy anh em tốt không anh em? Bây giờ làm gì nữa? Cú lạt. Thầy không để ý. Chúng tấn công rồi, các đồng chí. Xung phong. Vô dụng. Tôi thật bắn tốn đạn của nhà nước khi bắn hai quả không trúng. Ai ạ, lại không trúng, bay mũ luôn, một phát bay mũ luôn anh em, bắn vào chim luôn. Gặp trường hợp mà ở ngoài mà ngồi nhắm nhắm như tôi chắc là bay mũ rồi anh em ạ. Ừ, không có cái chuyện mà ngồi nhắm nhắm thế này đâu. Ừ, bọn kia bọn nó có nhắm mà nhân 2 nhân 3 kiểu. Sao mà tôi cầm nhắm nhắm ruồi này mà tôi có thể để nhắm được. Mẹ đỉnh sự. Bây giờ nhiệm vụ là gì? Vẫn đứng đây đúng không? Ây 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 ạ. Bên này tôi đã diệt sạch, chỉ còn bên đây thôi. Ba, bốn, năm, năm viên. Anh đồng đội kia tránh ra để tôi bắn. Rồi, xung phong. Khoan, chưa hết. Đi đâu? Ai 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 ai. Thôi. Lùi về, vẫn còn đông lắm anh em ạ. Cái đồng chí kia tử vong rồi. Anh em bảo bộ đội Việt Nam bất tử đâu? Nhiều chiến sĩ đã hy sinh rồi này. Đâu đã bất tử? Anh niên không thèm núp luôn. Mình thật sự. Tiểu đội 2 theo tôi à? Tiểu đội thằng nào? Ông nào? Bạn nào là tiểu đội 2? Đấy rồi. Đấy rồi. Đấy rồi. Đau thế nhở? Ai à? Lúc vẫn bắn dính được à? Đồng chí nào làm rơi đấy? Tôi sẽ không phụ lòng đồng chí đó đâu. Băng. Các đồng chí xông lên. Tôi tiêu diệt được 2 người rồi. Xin lỗi đồng chí, tôi phải lấy súng của đồng chí. Đồng chí lại hy sinh rồi. Súng đông quá. Tôi cần kiểm trợ đồng chí kia. Ui, vừa ló mặt ra. Nhiệm vụ kia phá hủy tài địch, dùng lựu đạn phá hòm đồ hoặc tiêu diệt hết lính canh. Bây giờ phải tiêu diệt hết lính canh này, nó đông như chín cỏ này.
nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng chí có sao không? Đồng chí, thở đi đồng chí, thở đi. Ai ạ, thế nào vậy ta? Tôi chặt luôn cho đồng chí. Tôi không thấy. Ôi rồi. Nó vẫn là tôi cũng như đồng chí đấy. Ở đâu vậy? Đây rồi. Con à. Chạy được không chứ? Ai 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 ai. Ai à. Đâu quá vậy? What the fuck? Đâu ấy? Ai à. Chưa có thấy thằng bọn kia nằm đâu không? Cũng nặng thật. Có một thằng ôn ở đấy nó núp trong lùm nó bắn mình anh em ạ. Hốn nặng chứ. Thằng này thiện xạ à? Ôi. Gặp sniper bên Mỹ rồi. Ở đâu ấy? Này, tôi tên bò vẫn dính ạ. À. Ai à? Ôi, mẹ thiện xạ thế. Không thấy thanh niên đâu luôn ạ. Ôi nhớ hiểu. Bắn được luôn người anh em ạ. Hết chưa? Đúng nó không? À dạ, không phải à. Có một thằng nó chuyên nhắm tôi anh em ạ. Mẹ nó có thằng nhắm chuyên nhắm tôi. Đời cay tôi ạ. À? Đây là bố chứ địch. What the fuck? Chó mày đâu rồi? Nào anh chơi game kinh dị nhớ đổi lại nhạc em còn hù anh cây cây cây. Ok em nhá. Ừ, nó mạnh nhá. Khi nào anh để em chơi cái kinh dị anh đổi nhạc không biết. Ồ, cái sự của thằng cũng nặng. Tôi thấy nó rồi. Không cần nhìn luôn anh em ạ. Có gì thế nhỉ. Nó ở đâu ấy nhỉ. Có một thằng khốn nạn cầm súng máy anh em, chứ không phải là súng thương. Úi xe đủ. Ôi what the fuck. Không chạy đi làm nhiệm vụ. Ôi anh em bảo tưởng chạy làm nhiệm vụ mà dễ á. Anh em chạy thử. Anh em chạy ra đây chạy thử thôi cái. Nó có mấy cái chấm đỏ bây giờ hết rồi. Bây giờ tôi chỉ cần đứng đây thôi. Ừ. Bà mẹ nó chạy ở đây là xong. Cuộc đời. Chạy vô bản. Mẹ nó. Hồi nãy nó có mấy cái dấu chấm đỏ chứ không phải là dấu chấm vàng. Cuộc đời chứ. Ôi trời ơi, còn nạp đạn nữa ông nội. Ôi trời ơi, còn nạp đạn nữa, tôi toang tôi rồi.
hả nó phải. Khoan, chúng ta phải ngồi đây. Cố thủ, nhiệm vụ bây giờ là cố thủ. Đạt rồi. Không đấy. Đâu địch mà đồng đội đâu anh em. Ôi mắt cũng phải ra gì chứ sao lại nhìn đồng đội đã địch được. Ôi, bạn em nguy hiểm quá. Chúng ta cần phải chữa nút ok hơn. Đứng giữa cho bắn luôn cho nó nhanh. Đây đứa nào bắn tao. Ôi, đau quá đau quá. Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá. Ôi mạnh nhá. Ôi dồi ôi nhiều nhá. Ui cái gì đây? Ui gì đây? Ui gì đây? Trên có lệnh truyền thoại. Ôi rút lui rồi à. Ôi giời ơi. Lại phải bắn tiếp. Các đồng đội rút lui rồi. Cú này thua rồi anh em ạ. Quân mình đã rút. Quen đồng chí nào thế này vậy? Đồng chí Tung với đồng chí Hà đâu? Đồng đội đi ngang mém nó bắn vào một quần. Cái đồng đội sao cứ đi ngang luôn, người ta đang bắn rồi người ta lên nhìn đồng đội. Ui dồi ôi cái gì đấy, nó làm cái này vậy? Ai à, ôi ôi cứu 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 cứu. Ôi thôi mệt quá, mệt quá, hết mẹ đạn rồi đồng chí ạ. Mình hết đạn rồi, mình còn 9 viên. Các đơn vị đã rút hết, trên có lệnh truyền thoại. Rút lui. Ok, chúng ta rút lui thành công. Sao em không nghe anh nói gì hết dạ? Ủa vậy à? Ủa? Anh em nghe tôi nói không anh em? Nghe mà. Ừ vì nhiều địch quá mới rút đấy. Hiểu thanh mấy thanh niên này sống sót được cũng hay tết. Anh Bình đã bị thương nặng trong trận Giang Mỗ, phải chuyển về hậu cứ và từ đó Điện Biên Phủ thấy được Nava xem như là một cái nhọt tụ độc, hút hết phần lớn chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam và đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên thế Phủ mà, được hồi tăng xưa, cường xây dựng mấy thanh niên trở sống thành được một pháo đài bất khả xâm phạm trong con mắt phương Tây. Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. Những nẻo đường từ hậu phương lên mặt trận Điện Biên Phủ sôi động từ cuối tháng 12 năm 1953. Bộ đội thuộc các đại đoàn chủ lực, dân công, thanh niên xung phong tấp nập hành quân. Những con đường được mở rộng, làm mới. Những kho lương thực phục vụ chiến dịch được bố trí trong rừng. Những chuyến xe chở pháo, vũ khí bất ngờ của Việt Minh lặng lẽ xuất phát. Ta đã huy động
một lực lượng lớn chuẩn bị cho chiến dịch, bao gồm 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo và nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải, quân y, với tổng số khoảng 55.000 quân, hàng chục ngàn tấn vũ khí đạn dược, lương thực, với 628 ô tô vận tải, 11.800 thuyền bè, 21.000 xe đạp, hàng ngàn xe ngựa, trâu, bò chuyển ra mặt trận. Phương châm của chiến dịch là đánh nhanh, giải quyết nhanh. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 3 đêm. Từ tối 16 tháng 1, cuộc kéo pháo bằng tay của quân ta bắt đầu, vượt qua chặng đường dài 15 km mới làm cấp tốc từ cửa rừng Nà Nhạ, vượt qua đỉnh Pha Sông cao 1.150m. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm không chợp mắt, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa ra. Rút tất cả các đơn vị khỏi trận địa và chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Sáng 26 tháng 1, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định hoãn cuộc tổng tiến công để chuẩn bị thêm và đề ra phương châm mới, đánh chắc, tiến chắc. Các đơn vị pháo binh được lệnh kéo pháo ra vị trí tập kết ban đầu và bố trí lại. Các đại đoàn bộ binh tiếp tục củng cố trận địa, bao vây tấn công địch theo phương châm mới. Ngày 3 tháng 3 năm 1954, trước giờ G, Đồi Xanh vẫn là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất trước ngày ta nổ súng tấn công Điện Biên Phủ. Khu vực này gồm các đồi 781, 754, 518, 502 nối tiếp nhau tạo nên một bức thành ngăn cánh đồng Mường Thanh với dãy núi Tà Lèng. Để nhằm đảm bảo cho công tác làm đường kéo pháo xây dựng trận địa pháo binh bắn vào Mường Thanh và tạo bàn đạp, Đại đoàn 316 có nhiệm vụ triển khai lực lượng xây dựng trận địa bao vây ở phía đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Có nghĩa là hình như là trận địa này bắt đầu là lôi pháo lên núi để đánh đúng không em? Chúng ta phải lôi pháo lên núi để đánh phải không? Phía đông Mường Thanh Điện Biên Phủ vào ngày 3 tháng 3 năm 1954, Hoàng Đăng An, tiểu đoàn 439, trung đoàn 98, đại đoàn 316. Chúng ta bây giờ đang là hóa thân thành Hoàng Đăng An, là em của Hoàng Đăng Bình. Chúng ta phải di chuyển để tấn công, sẵn sàng vũ khí chờ đến đợt pháo sáng của địch, đến đạn pháo của địch. Ok, chúng ta phải di chuyển đến cái chỗ tập kết. Tất cả hai anh em trong một gia đình đều phải tấn công, đều phải tham gia nghĩa vụ. Sẵn sàng vũ khí chờ đến. Sẵn sàng vũ khí rồi. Ok hết rồi. Chiến thôi. Đúng rồi. Gì đấy? Chặn đợt tấn công đầu tiên của địch, chờ tiếp viện. Ok. Trời, tôi chưa thấy địch đâu. Các đồng chí, trên trong một trung đội chiến bốn sắp tới rồi. Cố giữ vững trận địa. Quá anh em ạ. Ui ôi, tôi vừa ló mặt ra 3 viên vào đầu ạ. Sao đưa lại trận địa pháo, quyết không để địch vượt qua. Ôi mẹ, anh em thấy chưa, đâu phải trò chơi đâu anh em mà cứ muốn chiến tranh ấy. Ôi tôi vừa ló đầu ra 3 viên vào đầu ạ. Có nhiều. Bao nhiêu xài hết. Nhiều. Trận Điện Biên Phủ này Pháp cũng có thả lương thực, nhưng mà vì gió to quá thế là bay hết sang bên mình mặt cường. Vậy à? Ôi dồi ôi, khiếp, vua cũng hiểu lịch sử hết nhỉ. Ai à. Nghe nói là cái trận Điện Biên Phủ này là cái khả hàng phòng hàng phòng thủ là coi như là bất tử, nhưng mà Việt Nam này cố độc được mạnh nhất. Tiếp nhiều sao thời này sống được hay thiệt. Gặp tôi phụ.
bắn được một thằng may lắm rồi, chứ diệt được 3-4 thằng, 5 thằng thì nó là vớ vẩn, không thể nào có chuyện xảy ra với tôi. Còn các chiến sĩ thì biết vào rồi sao tôi chịu. Đấy, chưa gì tôi bắn một thằng mà tôi ăn đạn 3 viên rồi đấy. Anh em thấy chưa? Thử con game này chỉ có một viên vào đầu thì chết, thì anh em lại chơi thế nào? Công nhận là chiến sĩ thời xưa là hút tích ít với lại bắn giỏi. Vì lý tưởng của bác hồi quy lại, xuống lên! À quát, à quát. Cũng nặng. Xuống phòng! Nhiệm vụ hoàn thành rồi, thì thôi. Cũng không hiểu sao Pháp lại chọn đấy làm căn cứ ở giữa lòng chảo, xong xung quanh toàn núi thì là bên mình cứ thế nã đạn vô thôi. Ờ, cũng dở đúng không? Kiểu như là Pháp thấy vậy là kiểu như là cứ tưởng là núi xung quanh là giáp bọc để cho kiểu như quân đội ta không thể nào có thể lôi vũ khí lên được. Nhưng mà quân đội ta vẫn lôi vũ khí được để thật sự nể. Em hiểu không? Có nghĩa là quân đội ta cũng tính là không cho vũ khí lên đây, khó khăn trong việc mà vận chuyển vũ khí lên đây để xử những cái thành trì như này này. Cho nên là chọn chỗ này là đúng. Còn cô Yên nhá, giống như xe tăng thì chúng ta không thể vận chuyển được lên đây rồi, chỉ có nọng pháo chúng ta mới có thể di chuyển lên đây thôi, bằng người thôi, tính hết cả chứ đâu phải dễ đâu. Thử Việt Nam mà được cho xe tăng vào đây có mà bóng đài cái này mà nát thành nước. Nó giống một cái bát anh em á. Ờ, nó giống như cái bát để cho kiểu như là xung quanh là núi này, anh em có thể thấy được xung quanh đây là núi, nó ở giữa là một cái lòng chảo, nó sẽ không cho địch kiểu như là không cho Việt Nam di chuyển xe tăng lên và xe bọc thép lên, chỉ cho người lên thôi. Người thì không thể làm ăn được gì với Pháp cả, nó có lý do hết đấy cua ạ. Bao nhiêu cái đầu tính toán mà. Không ngờ gần chúng ta có thể kéo pháo lên cho em một cái núi như thế. Công gọi là nể Việt Nam đấy. Có gì ta Phan Đình Giót à? Ừ đấy, ngày hôm qua là thanh niên nào Phan Đình Giót chặn pháo đấy, phải không? Tôi không nhớ không nhầm là thế. Hết đạn rồi các đồng chí ơi! Con cua nhá. Ok. Chúng đông quá anh em ạ. Tôi hết đạn rồi. Có đồng chí nào có đạn không? Đồng chí có đạn không? Không có đạn à? Tôi hết đạn rồi. Mình kia có đạn, mình kia có đồng chí vừa. À không. Tôi hết đạn rồi các đồng chí ơi. Tôi hết đạn rồi. Đồng chí có đạn không? Ôn thật chứ. Ồ, con không có đạn nhưng mà tôi có mìn. Thì vẽ đó, đúng rồi. Các đồng chí không chuẩn bị đạn cho tôi à? Lấy cái gì mà bắn? Rồi ô các đồng chí ơi. Đồng chí đứng đây không có làm nhiệm vụ gì thì đồng chí tiếp đại đây đồng chí. Sao đồng chí ngồi im vậy? Đồng chí biết tôi khổ sở ngoài kia không? Đồng chí thật là vô trách nhiệm. Để tôi lấy đạn. Sao hai đồng chí này ngồi đây nhỉ? Đồng chí Hà, di chuyển đến đồng chí Hà. Đồng chí nào có đạn không? Gặp tôi là tôi hết mẹ đạn rồi.
đi tìm đạn đi ngồi đó mà buôn chuyện. Ừ. Không có điên nữa. Tìm đạn không ra. Các đồng chí tập trung chuyên môn đi. Để tôi xuống lấy đạn. À! Thôi. Chết rồi. Đồng chí Hà sao nhìn khác thế à? Thì mỗi trận là mỗi trang phục mà anh em. Đâu có giống nào trang phục nào đến trang phục nào đâu. Bây giờ mà đồng chí Hà suốt ngày mặc đồ xịn xò kia thì làm đâu mà trang phục cho đồng chí. Anh em phải biết rằng là thời chiến tranh diệt chỉ huy và lính của thông tin của địch á. Lính thông tin là địch thằng nào? Bên kia. Bên này đã lo xong. Chúng dội pháo đấy. Vào hầm. Hầm đâu? Chúng ta vào hầm rồi. Vào hầm tránh pháo. Chúng ta sẽ được lần đầu tiên được chắc chắn vào hầm anh em ạ. Mặc dù là tôi được vô hầm Củ Chi rồi nhưng mà hầm đấy bé quá. Ừ. Mẹ khó thở. Hơi khó thở một chút. Cảm giác bị sức ép. Hầm đấy á. Ôi ôi. Các đồng chí ổn không? Ôi ôi. Ủa. Có đang phải hầm à? Ủa. Chết rồi. Hả? Các đồng chí chạy kiểu gì mà không chỉ dẫn cho tôi, làm sao tôi biết hầm ở đâu? Mấy cái hầm ở Điện Biên cũng không khác đâu thầy. À đúng rồi, đúng rồi. Đây cái hầm này, trời ơi đi nhầm hết. Các đồng chí đi vô hầm đi, đứng ngoài làm gì? Úi dồi ôi, khẩu gì đây? Ôi sao tôi lắc dữ vậy anh em? Ôi ôi lắc, tiếp lắc, nổ bom lắc anh em ạ. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Let's go, 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 go. Không quên điên nhá. Ôi, không đi được. Ơ. Ơ. Ơ, tôi không đi được chỗ này. Tôi bị kẹt. Phòng thủ ở vị trí số 1. Chả hai đồng chí, bị thương à? Vị trí số 1 chỗ nào ạ? À? Em mới tới không biết đâu. À kia rồi. À kia. À đồng đội à? Không phải à? Vị trí số 1 đây. Số 1 đây. Ôi đồng chí ngỏm hết rồi. Các đồng chí để tôi. Người ta đánh sắp xong rồi, thầy tôi vẫn đang lạc đường. Thôi quên đi nhé. Còn đâu, còn lâu lắm. Chết. Chúng đông quá. Đi nha. Súng này vô hạn anh em ạ, đạn vô hạn mẹ luôn. Ủa, hai súng này giống nhau à? Tôi sắp dọn sạch bên này rồi. Các đồng chí xong chưa?
Bên này đông quá. Tôi mà đánh ở trong này thì tôi có bọc ra sau giết hết. À theo à, đâu. Giữ quay lại vị trí phòng thủ. Chỗ nào? Phòng thủ chỗ nào? À bên kia. À rồi. Các đồng chí đợi chút. Còn 104 viên. Ôi dồi ôi, thời tới rồi. Các đồng chí tránh ra. Nhóc này. Hết đạn đồng chí ơi. Mẹ rồi. Thông cảm đồng chí hơi ngáo một chút. Anh em mẹ tự nhiên chuyển sinh vào chiến trường, anh em có ngáo không? Mẹ tôi còn tỉnh đấy. Anh em mẹ thử, anh em vô chiến trường, anh em tự nhiên tái sinh vào chiến trường, anh em mẹ xem ngáo không? Chúng đông quá. Ủa sao lại về vị trí phòng thủ ngay? Ông đấy không bấm, ngắm địch bấm hết băng. Gì vậy? Quay lại vị trí phòng thủ, tôi quay lại vị trí phòng thủ rồi mà. Ok ạ. Sao đây? Anh kia cái bảo tôi dùng đại liên đúng rồi kìa. Không có gì nữa à? À bây giờ con ngắm này. Ôi dồi ôi, ngắm chuẩn rồi. Chuẩn bài. Ôi ôi. Ôi dồi mấy con ruồi này. Mấy con ruồi này. Thế đạn rồi. À có người đặt đạn cho mình. Mình không được rồi cái ống súng này. Mình phải đặt cái ống súng này là cũng tập thua ngay. Rồi, An thì lấy chiến thế, An ơi! Hết đạn, nạp lại cho tôi, đồng chí! À! Ôi, đồng chí là chiến đấy! Anh em đồng chí ơi, rồi! Thật là tội cho đồng chí kia. Đồng chí đã hy sinh anh dũng đánh địch. Ôi! Ai thằng! Ai chết chưa? Có sao không? Dạ em không sao anh Hà. Cảm ơn anh Hà nhá. Anh Hà đã cứu mình đấy. Ôi dồi ôi, anh Hà mẹ đúng là idol của tôi. Mẹ. Thế sĩ Hà, đồng chí Hà. Ôi dồi, luôn luôn là idol của tôi. Cứu tôi hai lần. Mẹ, cứu cả anh Bình, cứu cả em của anh Bình là An luôn. Idol anh Hà. Idol đồng chí Hà. Gãy mũi tấn công này, không để chúng tộc Sơn vào trận địa pháo. Dạ. Rõ. Trời ơi, đồng chí Hà ngầu quá, đồng chí Hà ơi. Đồng chí hơi non. Địch đang tiến theo bờ suối, còn một trung đội. Ui, một trung đội à? Có mấy thằng đồng chí Hà đấy. Chặn địch luồn rừng bảo vệ địa pháo. Vị trí của mình ở dưới, ở Tinh Vinh. Bây giờ mình lại là em út trong đây đấy anh em ạ. Ừ. Mình là đồng chí Hà. Anh ơi. 180 viên thì cần ngại cái gì? Đâu? Ui, thằng nào học bắn két thế? Lên đây các đồng chí, tôi bảo kê cho. Chúng ta chuẩn bị băng qua một con suối. Ui. Không thấy đường luôn anh em ạ. Mà chỉ cần một viên đạn đạn anh em ngay lập tức ở trên trường. Vớ vẩn,
mà chiến trường không thể vớ vẩn. Anh em cần mất cả một giây thôi là anh em lên đường thần tinh ngay, đang xuất khỏi mặt trận ngay. Trong khi đó anh em phải vừa phối hợp bắn vừa phối hợp thay đạn nữa. Anh em phải có đầu óc thiên tài. Tiếp tục. Ây ạ. Tôi nhỉ, ây ạ, đau quá. Đông chứ đồng chí. Đông quá. Chúng rút rồi, về là áo thôi. Chúng rút rồi, về chiến hào thôi. Ok đồng chí. Ủa xe đã không tấn công luôn này, về chiến hào làm gì? Đuổi theo tấn công chứ. Sao lại chạy về? Ơ à. Thôi chúng ta phải nghe chỉ huy. Quay lại vị trí phòng thủ. Tại sao lại không đuổi theo? Các đồng chí phải đuổi theo diệt sạch chứ. Các đồng chí phải rút về à? Ôi đồng chí Vinh có quả mã tấu to thế. Vào hầm lấy súng ở bên phải à? Tôi quên được chỗ lấy súng rồi. Hay bên kia à, à. Nhặt khẩu bazooka diệt xe tăng. Ai xa. Thời tới cản không kịp. Chỗ nào ấy nhỉ? Các đồng chí cho tôi hỏi là cái chỗ nào, chỗ bazooka đâu nhỉ? Mẹ đi nhầm đường rồi. Các đồng chí đợi chút nhá, để tôi vác bazooka tới. Thế tôi không biết đường đâu, khổ. Các đồng chí đợi chút, đợi chút. Tôi đi mệt, tôi chạy một chút rồi tôi mệt. Tôi bị yếu sinh lý tí. Ở đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em biết là tôi còn trẻ. Đồng chí An là còn trẻ, có mười mấy tuổi phải không? Phải mười mấy tuổi không? Và tôi không biết nhưng mà hai đồng chí Bình và An là hai đồng chí trẻ. Đây rồi. Ba Zoka đây rồi. Hồng lũ đây rồi. Hay quá. Đồng chí cứ nhìn, à cứ nằm yên để đi. Để tôi diệt xe tăng địch cả. Ai ra để tôi. Các đồng chí né né ra một bên. Các đồng chí đợi chút, tôi đang bị lạc đường. Còn 57 mét. Cảm ơn cô điên nhá. Chỗ nào ấy nhỉ? À đây rồi. Một chiếc xe tăng địch ở đằng kia. Tôi đã bắn hụt. 1 2 3. Chưa hạ được. Tôi chưa hạ được các đồng chí ạ. Rồi toàn rồi anh em ạ. Quý mẹ nó quả pháo rồi không sao hết. Quý mất quả lục đạn anh em ạ. Quả pháo. Chết vạn bắt cái này nặng quá nên tôi phải đi từ từ lại. Các đồng chí bảo vệ tôi. Đồng chí vừa bảo vệ tôi, bảo vệ tôi. Để tôi đi diệt xe tăng. Còn 33 mét nữa tới. Các đồng chí. Đồng chí đâu? Bảo vệ tôi. Có đồng chí này à! Đồng chí kia không bảo vệ tôi. Chào đồng chí. Ok, chào đồng chí Hiếu nhé. Rồi, ôi đồng chí kia không bảo vệ tôi để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Khốn nạn. Bên này, nó lên bên này. Để nó cho tôi. Tôi thích gì bên đi bên này hơn. Mệt quá anh em. Mẹ phát cái khẩu này cả tầm mẹ 20 kg không? Khẩu này về tầm 20 kg không anh em? Hay là hơn? Hay là khẩu này 30 kg? Tôi đứng đầu tôi bắn tôi chuẩn nhà đài đài. Rồi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn một xe tăng nữa thôi. Anh em biết ra khẩu này là bao nhiêu ký không anh em? Tôi nghĩ là nếu cộng với cả pháo cộng với cả quả quả cái này thì tôi nghĩ phải tầm phải 50 kg. Anh có đi nghĩa vụ quân sự không anh? Không em. Anh là người ta mời đi, năm nào người ta cũng mời đi nhưng mà anh không đủ tiêu chuẩn để anh đi.
Ừ. Tại vì mắt anh bị cận. Đã xong các đồng chí ơi. Chưa nổ. Chưa nổ à? Ôi giời ơi, chưa nổ. Ôi. Thế thì toang rồi đồng chí ơi. Chưa nổ anh em ơi. Bên này, nó lên bên này. Để nó cho tôi. Địch nhiều quá tôi không có nhắm bắn được. Các đồng chí kia không bảo vệ tôi. Cầm xe tăng ra chơi anh. Ôi rồi, xe tăng này nó bắn tôi thì có, nhưng mà ra chơi với tôi. Với lại là trong này là trong khu địch, làm gì có chuyện mình có xe tăng được mọi người. Chỗ này là mình làm sao vác xe tăng này được. Chỗ này như một cái lòng chảo vậy. Anh em học lịch sử anh em biết chứ. Cái chỗ này là cái chỗ như lòng chảo vậy. Làm sao chúng ta có thể di chuyển xe tăng cũng như là các cái kiểu như là vũ khí hạng nặng trên đây được. Chỉ có kiểu như là pháo đồ hay là kéo pháo đồ các kiểu thôi. Các đồng chí né ra để tôi đi. Ấy à. Chúng ta được phép hụt. Hụt là ngu. Đồng chí tránh ra đây. Để rồi. Đi. Tôi bắn vào đất mẹ rồi. Ahsoka nặng khoảng 13 kg, tương đương với độ khoảng ảnh gần 3 chai Lavi 5 lít. Ôi. 13 ký cũng nhẹ anh em. Nhẹ anh em vác cái gãy mẹ vai chứ không phải nhẹ bình thường đâu. Mẹ một phát tự hủy anh em ơi. Yes. Đời tôi có đen này chứ, tôi mà tham gia quân sự chắc được. Đời tôi đen quá. Mấy tôi lây cho đồng đội tôi chết theo quá. Rồi, điểm bác đã mệt rồi mà còn bắn trượt thì ông nội tôi lại. Game là game 7554. Ngày 7 tháng 5 năm 1954. Anh em nào không biết thì anh em có thể survival là em ra thôi. Đấy nhá. Anh em bảo kê tôi. Để tôi chuẩn bị là tôi xử bọn kia. Tốc độ nào. Đồng chí bảo vệ tôi. Xử đi đồng chí. Xử nó đi. Để tôi còn vô nữa. Mày đông quá. Thế làm sao mà tôi bắn được. Hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã xong rồi. Dùng sơn pháo diệt xe tăng địch. Tôi làm rồi, làm sao bây giờ làm gì. Bây giờ các đồng chí, tôi cần làm gì đây. Bình thường thì vác sẽ không sao, nhưng mà ăn uống thiếu chất cộng thêm chiến đấu ngày đêm như thế thì 13 cân cũng nặng đấy. Đúng rồi, hồi xưa là chúng ta là không có đầy đủ lương thực thực phẩm, cho nên là và với lại là kiểu như là di chuyển ngày đêm. Cho nên cái việc mà cảm ơn cô Điên nhá. Rồi cho nên là cái việc mà chúng ta mà đủ sức để vác một cái bazooka lớn như thế thì có điều đấy là điều không thể. Điều đó là điều khó khăn anh em nhá, không phải là không thể, là khó khăn. Thằng nào đấy? Cố nạn nào đấy? Trong một cái bazooka vào mồm chứ. Nó bắn ở đây anh em, không biết bắn à. Úi dồi, nó lên tận đây luôn, anh em không bắn xử nó à. Để tôi đã lấy được vũ khí của địch rồi. Di chuyển em cái chỗ kia. Khiếp, thanh niên Hà làm nhiều nhiệm vụ quá. Đây là những câu chuyện có thật anh em nhé. Được các những chiến sĩ kể lại và được làm thành cái chiến trận như bây giờ anh em nhé. Còn cái việc mà các đồng đội ở đây bắn được nhiều hay không là nó do hư cấu. Các anh em không để tôi vô à?
anh em. À được rồi, đủ má mẹ bà chúng mày luôn á. Giờ sao? Diệt xe tăng địch. Xe tăng đâu? Tăng đâu? Tôi có thấy xe tăng đang tăng. À đây rồi, đây rồi. Chú em đây rồi. Úi dồi, xoay vòng vòng vậy. Hay quá. Hay rồi, trúng rồi anh em ơi. Trúng rồi. Trong 3 ngày từ mùng 3 tháng 3 đến mùng 5 tháng 3, hàng chục đợt càn quét quân Pháp lên cao điểm 781. Trận địa pháo của ta phía sau được bảo vệ vững chắc tuyệt đối, từ đó trở đi quân Pháp không tấn công lại lên đồi xanh nữa. 24 chiến sĩ trung đội của tôi, kể cả các liệt sĩ, được trung đoàn tặng danh hiệu dũng sĩ và huân chương chiến công hạng 2. Đồi xanh có thêm tên gọi là đồi huân chương. Ngày 13, đợt tiến công thứ nhất. Nằm trên đường 41, Him Lam là một trung tâm đề kháng đột xuất ở phía đông bắc tập đoàn Game này có vẻ cuốn quá nhỉ anh. Gồm một tiểu đoàn địch chia nhau đóng trên 3 mỏm đồi, được quân Pháp ví như một quả đấm sắt, cùng với đồi độc lập và bản kéo, hình thành một tuyến cứ điểm ở vòng ngoài che chở phía bắc, tây bắc và đông bắc Điện Biên Phủ. 17:05 ngày 13 tháng 3, pháo binh ta đồng loạt khai hỏa mở màn chiến dịch. Đấy, nửa giờ sau, bộ binh ta bắt đầu xung phong mở cửa đột phá khẩu. Bên Nga thì có hurra, bên nước mình là có xung phong. Ai à, anh em biết thế. Giữ vị trí đợi lệnh à? Chỉ huy à? Ôi à, mình là ai đây? Mình vẫn là An à? Sẵn sàng chưa? Mình lên đợt 3. Ok, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. Ngày mai chúng ta chơi tiếp. Đấy, bên mình có từng đây người mà bên Pháp đông như thế vẫn đa ý lùi đờ si. Ok anh em, hôm nay chỉ đến đây thôi. Ừ, chắc mai ghim tên game 7554 quá anh. Hura! Xu phong! Hôm nay đến đây thôi anh em ạ. Hôm nay đến đấy thôi. Cảm ơn cô Điên nhá. Ngày mai chúng ta tiếp tục cuộc hành trình giành lại Tổ quốc. Đánh mạnh hơn, chúng ta sẽ tổng tấn công vào ngày mai. Anh em nào muốn xem K2 thì anh em có thể lên top để xem K2. Còn anh em bên YouTube thì tôi đã ghim link trên K2 rồi. Anh em nào có niềm đam mê với Elden Ring thì anh em có thể hôm nay tôi đánh một cái bà nữ rất là xinh. Thì một cái trùng cua rất là xinh. Thì anh em nào có nhạy ý thì anh em có thể xem trên đây. Vào cái link ở trên, tôi để ở trên phần bio. Ở phần bio, phần nào không, anh em không biết thì tôi chịu. Ok. Ok nha anh em nhá. Anh em nào qua K2 thì anh em ấn vào cái đường link ở trên trang cá nhân. Anh em thoát mẹ ra, anh em ấn vào đường link trang cá nhân. Sau đó anh em ấn vào xem livestream là qua K2. Ok. Ok anh em nhá. Tạm biệt anh em bên top và bên YouTube. Qua Nemo nãy giờ rồi anh. À ok. Bye bye anh em nhá. Chúng ta chuẩn bị đánh con trùng cuối của Elden Ring. Elden Ring là game cái bà trùng cuối xinh lắm. Ok anh em nhá. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Chúng ta hẹn nhau vào 5:30 ngày mai. 5:30 đến 6 giờ ngày mai. Chúng ta tiếp tục chơi 7554. À quên, đúng rồi, 7554. Bye bye. Bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem livestream của tôi. Cảm ơn anh em đã donate trên top. Bây giờ tôi sẽ sang Nemo. Bye bye anh em nhá. Bye bye anh em bên YouTube đấy nhá.